Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bệnh lú lẫn của ông Tổng là thật, ông nuôi chuột rồi lại đánh chuột. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2014, khi đó nhắc đến việc chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng nói phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Đến năm 2014 là năm mà thực lực chính trị của Nguyễn Phú Trọng bắt đầu mạnh lên và có thể so kè với thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng ví von thành phần đục khoét ngân sách nhà nước là chuột. Ắt ông cũng ám chỉ đối thủ chính trị của mình. Vào năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng vào tứ trụ cùng một lúc. Ông Trọng vào tứ trụ với vị bét bảng trong tứ trụ, đó là vị trí Chủ tịch Quốc hội. Ông Nguyễn Tấn Dũng thì nắm chức thủ tướng trong tay, đầy quyền lực. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đánh chuột, nhưng chính ông cũng đang nuôi chuột. Như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng không phải là người sắp xếp cho ông Nguyễn Tấn Dũng vào tứ trụ. Tuy nhiên, đến đại hội 12 năm 2016, rồi đến đại hội 13 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng là người có vai trò lớn trong việc sắp xếp nhân sự trong Trung ương Đảng và cả trong Bộ Chính trị. Với chức danh là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải có trách nhiệm về chất lượng nhân sự trong Trung ương Đảng. Khi ông Nguyễn Phú Trọng chưa phải là người có thể sắp xếp nhân sự cho Trung ương Đảng, thì chuột nổi lên không nhiều như bây giờ. Như vậy, khi ông Trọng thọc sâu vào vấn đề nhân sự của Trung ương Đảng, thì chuột nổi lên nhiều hơn bao giờ hết. Những tưởng ông Trọng lập ra cái lò đốt thì Đảng sẽ sạch hơn, nhưng càng đốt, Đảng lại càng bẩn hơn. Vậy trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng ở đâu và ai có thể chỉnh trị ông với vai trò chọn người nhưng chọn toàn chuột? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long từng ở ban bí thư nhưng sau đó trở lại chính phủ thì bị biến thành con chuột. Lấy ví dụ như Nguyễn Thanh Long, ông này từng là phó cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, được thuyên chuyển về ban tuyên giáo Trung ương và làm phó cho ông Võ Văn Thưởng. Rồi sau đó thuyên chuyển ngược lại về Bộ Y tế để tiếp tục và quản lý chức bộ trưởng do Vũ Đức Đam để lại. Quy trình này được giải thích như thế nào đây? Được biết, Ban Tuyên giáo Trung ương là một bộ phận trong Ban Bí thư do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Việc ông Nguyễn Phú Trọng kéo Nguyễn Thanh Long về Ban Bí thư như là cách ông Trọng gọi ông Nguyễn Thanh Long vào nhà để dạy bảo, rồi lại trả về bên chính phủ. Ban Bí thư được xem như nhà của ông Tổng Bí thư vậy, còn chính phủ như nhà của ông Thủ tướng. Ông Nguyễn Thanh Long được xem là người được ông Trọng nuôi dạy, nhưng cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng lại nuôi chúng con chuột cống khổng lồ. Ông Nguyễn Thanh Long để cho Việt Á tung vòi bạch tuộc khắp Việt Nam, hút cạn sinh khí của người bệnh, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Đấy là minh chứng rõ nét về cách ông Nguyễn Phú Trọng nuôi chuột rồi sau đó lại bẫy chuột. Làm như vậy, có phải ông Trọng là người ông già lú lẫn hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự của đại hội 13, nhưng rồi nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 chưa đi qua được nửa đường thì chuột đã trồi lên nhung nhúc, không thể nào diệt cho hết được. Trong cái thối nát của chế độ này, ông Nguyễn Phú Trọng lẽ ra là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Tuy nhiên, phần nuôi chuột và thả chuột ra khắp nơi đã được che đậy rất khéo léo, còn phần đánh chuột thì người ta tung hô ông Trọng lên tận mây xanh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình là thành viên Ban Bí thư nhưng đang là con chuột lớn tàn phá nền tư pháp của đất nước. Đất nước này chỉ được cái danh là tăng tốc độ tăng trưởng cao, nhưng đến nhiều sâu trong xã hội thì nó rất nát. Đạo đức xã hội xuống cấp, đạo đức quan chức thì cực kỳ thấp. Dân thì đói khổ nhưng lại phải đóng cho Đảng những khoản tiền rất lớn, để rồi quan chức luôn trục lợi đút túi riêng. Nhiều các quan chức nước nào đã nhìn thấy cơ hội gặm nhắm trong lúc đồng bào mình đang gặp thảm họa hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng đã có hơn 10 năm dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam. Thử hỏi ông đã làm gì để cho người dân cực khổ đến như thế? Ông đã làm gì mà Đảng của ông sản sinh ra nhiều chuột đến như vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Bệnh lú lẫn của ông Tổng là có thật, ông nuôi chuột rồi lại đánh chuột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Y tế công an vui như Tết, y tế cho dân hết thuốc trị, ý đảng, dân ngỏm, mặc bay. Tối ngày 24 tháng 12, dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Y tế gồm các giáo sư, bác sĩ đầu ngành, lãnh đạo các bệnh viện trung ương và bệnh viện thuộc ngành công an trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Lý do họp mặt là kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Bộ Công an đã tổ chức buổi họp mặt này để tôn vinh các thầy thuốc trực thuộc công an. Đến dự có ông Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng, ông Nguyễn Văn Long, Thiếu tướng, ông Lê Văn Tuyến, Thiếu tướng và các lãnh đạo trong một số tổ chức y tế thuộc Bộ Công an. Đến dự còn có bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quốc Triệu, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cựu trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Đây là hình ảnh y tế công an thì đang vui như Tết. Nói chung, trong buổi lễ này, cả ông Tô Lâm và bà Đào Hồng Lan thay nhau phát biểu. Ông Tô Lâm thì ca tụng công tác y tế trong công an, còn bà Đào Hồng Lan thì ca tụng ngành y tế của Việt Nam. Trong hai người tung hô ngành y tế, ông Tô Lâm thì nói thật, còn bà Đào Hồng Lan thì nói dối. Tại sao ông Tô Lâm nói thật, còn bà Đào Hồng Lan nói dối là câu hỏi được dư luận đặt ra. Trước hết, nói về Bộ Công an, Bộ này năm 2023 nhận được ngân sách là 99.945 tỷ đồng, tức là tương đương với 5,2 tỷ đô la Mỹ. Với ngân sách này, chỉ cần một phần nhỏ thì ông Tô Lâm cũng đã làm cho ngành y tế công an ngập đầy tiền và tiền. Sẽ không có chuyện thiếu thuốc men, thiếu thiết bị y tế cho ngành. Thứ nhì là Đảng Cộng sản Việt Nam xem lực lượng công an là thanh kiếm bảo vệ đảng, nên Đảng Cộng sản lo chế độ công an đầy đủ để mua sự trung thành của họ. Công an tham tiền thì ắt trung thành với chế độ, sẵn sàng đạp lên lẽ phải, bắt người vô cớ nếu có lệnh. Còn về ngân sách của Bộ Y tế Việt Nam thì có thể nói là vô cùng thảm hại. Bộ Y tế hiện nay có được cấp ngân sách chỉ có 7.467 tỷ đồng, tức là tương đương chỉ có 311 triệu đô la, chỉ bằng 1 phần 17 lần so với ngân sách của Bộ Công an. Sức khỏe của gần 100 triệu người dân được Đảng Cộng sản Việt Nam quẳng cho số tiền còm cõi như thế. Đấy là sự bất bình đẳng trong cách đối xử của Đảng. Đây là hình ảnh y tế cho dân thì hết thuốc trị. Như vậy là Bộ Công an đã tiêu tiền rất lớn và được nhận khoản tiền khổng lồ, nhưng ngành y tế của Bộ Công an mới vui như Tết. Vậy ông Tô Lâm ca ngợi ngành y tế Bộ Công an là đúng vì nó có quá nhiều tiền. Trong khi đó, cả Bộ Y tế lo cho sức khỏe 100 triệu dân Việt Nam từ Bắc đến Nam mà nhận nguồn ngân sách còm cõi. Và cũng đó là lý do vì sao hiện nay xuất hiện hiện tượng bệnh viện thiếu thuốc men, thiếu vật y tế tràn lan và các nhân viên ở đây không muốn làm việc. Tình hình ngành y tế dân sự như thế thì mà bà Đào Hồng Lan vẫn phát biểu ca tụng thì rõ ràng bà rất vô cảm, vô trách nhiệm với sức khỏe của nhân dân. Tờ Thời báo .de thì luôn duy trì tiếng nói với của người dân. Hiện nay Đảng Cộng sản xem dân như là nguồn lợi để khai thác triệt để. Cho nên họ đầu tư vào y tế dân sinh một cách chiếu lệ, còn thì người dân tự bỏ tiền ra trả lấy. Họ không mặn mà gì với việc chăm lo cho sức khỏe toàn dân, mặc dù thì họ luôn hô hào là vì nhân dân, nhưng hành động của họ hoàn toàn ngược lại. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã duyệt kinh phí xây dựng một bức tượng đài tới 125 tỷ đồng và không hề nghĩ đến việc dùng số tiền này để mua thuốc và mua trang thiết bị y tế, xây bệnh viện cho nhân dân. Tượng đài chỉ là một khối đá hoặc một khối kim loại vô tri vô giác, nhưng Đảng Cộng sản đã xem trọng nó hơn sinh mạng của người dân cả nước. Đó là một thực tế. Đây là hình ảnh đảng của ông Nguyễn Phú Trọng, vì dân thế nào mà để cho y tế bệ rạc đến như vậy. Không lo cho y tế cho dân là một tội ác, chứ không chỉ có bức cung nhục hình người dân cho đến chết mới là tội ác. Tội ác nó nằm ngay trong quan điểm của đảng, từ quan điểm đó nó thành chính sách, và từ đó mới có những chính sách o bế công an, o bế quan chức, và tăng cường cướp bóc và chấn lột người dân với hàng trăm thứ thuế và phí nặng nề ngay cả khi họ đang gặp cảnh khủng hoảng về kinh tế. Đấy là y tế công an, còn y tế cho vua quan thượng tầng thì càng dồi dào hơn. Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên ban bảo vệ và chăm sóc cán bộ sức khỏe trung ương, ban này có kinh phí thì vô cùng dồi dào, luôn có sẵn bệnh viện tốt nhất cho các quan chức, bác sĩ giỏi nhất,
và trang thiết bị hiện đại nhất, cũng như chữa bệnh ở nước ngoài vô cùng đắt tiền. Còn với dân thì họ để cạn thuốc, ai chết mặc ai, đảng bền vững là được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình với bản tin Y tế công an vui như Tết, y tế cho dân thì hết thuốc trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de